Kiến nghị làm rõ hợp đồng tình dục của Hoa hậu Phương Nga. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được bản kiến nghị của luật sư bào chữa, một trong hai bị cáo yêu cầu làm rõ hợp đồng tình dục xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nội dung đơn kiến nghị nêu rõ, tại phiên tòa ngày 21 tháng 9, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, sinh năm 1987, đã khai việc ông Cao Toàn Mỹ chuyển tiền vào tài khoản của Dung là để chuyển cho Trương Hồ Phương Nga vì giữa hai người có một hợp đồng tình dục. Sau đó, bị cáo Nga cũng đã khai về hợp đồng này có thời hạn quan hệ với Cao Toàn Mỹ 7 năm, số tiền 16,5 tỷ là ông Mỹ cho bị cáo Nga, sự thật không có chuyện mua bán nhà. Việc ký giấy nhận tiền để mua bán nhà là sự sắp đặt của một người khác mà bị cáo rất tin tưởng, đồng thời là sự ép buộc của những người lạ mặt mà bị cáo không biết tên. Ngày 22 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của những bức thư điện tử của một người có tên là Gary Cao gửi từ địa chỉ mi.caotoan@gmail.com trả lời CBB vào ngày 1 tháng 2 năm 2013 vào lúc 10 giờ 50 và nhiều thư khác có tên là Mi Cao gửi từ Gary Cao @mi.com vào ngày 8 tháng 8 năm 2012 vào lúc 0 giờ 30, ngày 3 tháng 8 năm 2012 lúc 0 giờ 15, ngày 29 tháng 7 năm 2012 lúc 15 giờ 55, ngày 4 tháng 8 năm 2012 lúc 19 giờ 10, ngày 3 tháng 8 năm 2012 lúc 15 giờ 36. Nội dung của những bức thư này có vấn đề nhạy cảm về tình dục, phù hợp về thời gian theo bị cáo Nga khai, kiến nghị điều tra làm rõ những bức thư này theo như lời khai của bị cáo Nga để xác định có hay không hành vi phạm tội lừa đảo của các bị cáo. Quý vị và các bạn thân mến, theo cáo trạng, Trương Hồ Phương Nga quen biết ông Cao Toàn Mỹ. Sau đó, Nga nói rằng có mối quan hệ nên mua nhà rẻ hơn so với giá thị trường. Ông Mỹ đã chuyển tổng cộng 16,5 tỷ đồng để mua nhà, nhưng Nga chiếm đoạt và làm giả nhiều giấy tờ. Ông Mỹ yêu cầu Nga trả lại tiền, nhưng Nga cắt liên lạc nên làm đơn tố cáo.